Gia Rồng đọc tên em đi. Ngâm Nguyễn. Cách Thi mà bả rên lên chắc chết hết luôn mọi người. Chị Cách Thi nhìn tin cho Bèo Neo đi. Bèo Neo rồi, Neo rồi. Rồi nó nhắn tin cho anh trong group á. Nói gì? Họ có áo dài xong chưa đem qua cho chị đi. Rồi để nhắn cho áo dài xong chưa? Ông nhắn là Bèo Neo không phải địa chỉ như hồi nãy mà là 222 Phạm Văn Hai, Tân Bình. Bèo Neo là 222. Lộn địa chỉ rồi thì ra ông ra cũng sang coi. Cảm ơn Đinh Nguyễn nha. Cảm ơn Đinh Nguyễn nha. Hello bạn Bèo ơi. Áo của chị Thi có chưa? Đúng rồi, đi qua các thi rơi mất bị hãm. Để nói cho em qua cho. Trời ơi. Thì lấy em bé chết luôn á. Chào mình mới quay được kịp bạn. Nó vô mặt khỏi sân mặt luôn. Quay từ đây thì đi lên xe rồi là xong nha. Quên hỏi cho rồi phát trực tiếp không vi phạm bản quyền không anh? Nói chung là cái trực tiếp nó cũng giống như video bình thường thôi bạn ơi. Nếu mà có nhạc thì nó vi phạm bản quyền. Nhưng mà cái trực tiếp thì lúc nó khó quét nha các bạn. Dọn nè. Dọn giùm chị Nhi coi. Anh ơi chỉ đường em qua mua bánh tráng trộn chị Thi. Bạn ở đâu vậy? Vậy bạn Long Sky. Bạn phải nói bạn ở đâu mình mới chỉ được. Đọc tên em đi. Chào bạn Thanh Tùng. Vậy để mình có bánh sáng lại ăn sáng lại. Mình đặt gáp đi luôn Nhi. Đi như búp bê ma luôn á. Ủa mấy em không ai đi hả? Đi mất công tao không cho. Làm giống cho đâu rồi con? Để kiếm mà. Ủa sao ai được hàng thấp như mình kiếm mà. Kiếm rồi. Thôi, mới mở ra sao? Để hai giống một kép đó. Bây giờ mình sẽ quay cái bịch nước mía của chị Thi cho các bạn xem nha. Cái bịch nước mía siêu to khổng lồ nè các bạn ơi. Ở đây uống đó. Chào bạn Khoa Lê nha. Chỉ là em muốn ôm chặt anh lúc này, giữ chặt anh lúc này. Thôi buông tay. Nãy giờ mình nói mỏ miệng quá nên dành một phút cho chị Thi hát nha các bạn. Vậy là thế thôi. Sau nhiều năm nói cười, ta cũng không thể nào đi chung đôi. Vậy là anh sai từ ngày lúc đầu. Vì yêu anh quá đắm sâu, để giờ đây nan man u sầu.
có bao giờ. Quên hết rồi. Giỏi. Chào cũng sao mẹ? Chào đi. Có bao giờ trong mơ vội vã nhìn không thấy anh em đã đi. Mọi người có coi Lý Hồng thật xanh không? Như anh từng mơ. Xanh là mọi người. Nhiều khi con em nó quăng miếng hài hơi bị lạnh. Mọi người thông cảm giùm nó nha. Năm tháng qua mau thương con gái nhau 10 năm xa xứ. Thương nhớ làng quê, thương mẹ mỗi một. Chị lấy liền đi chị, không nói video nó quẻ đó. Con này nó mâu thuẫn video lắm. Ừ. Khó cổ, khó cổ, nó lái thì lái, nó lái một xe khác. Giàu dữ. Tại cái xe đó là từ đầu đến giờ luôn rồi, nên là không muốn bán, không muốn xe hỏi. Thì nó hư mua luôn, còn không nó mất không mua. Cái gì nó đã mất thì nó hết duyên rồi. Mọi người lưu ý á,